Ăn mặc mặt phần thì nó mới được không? Cho nó giống này. Chưa phát quà gì đã cảm ơn thế này chị, cảm ơn xong cái nó lại dài hết thì chết hết. Giờ có quyền là nhà mặt phố là tương đương với bố làm to rồi. Nhà mặt phố đấy. Thì tương đương với bố làm to. Phòng này là các chị và quà này là bà thoải mái ăn Tết rồi. 1,7 triệu tiền quà. Quà là 1,7 triệu nhá. Này bà thoải mái là ăn Tết rồi, không phải mua nữa. Cháu nó bị bệnh nó như thế này đây, đi chữa về bây giờ cháu mới đỡ một tí. Bé hôm nay đi học rồi. Đấy, hai bé lại phải đi học rồi. Đâu, đi làm sao đấy bà? Cháu bị thận hư, bệnh thận hư. Bà bị bệnh thiếu máu não đấy, bệnh của bạn Ly ngày trước mong Tết bạn quà đấy, cho quà Khánh Ly còn cô chết rồi, cô còn gửi cho cháu quà Tết đấy. Cháu cũng giới thiệu với các cô các bác các chú các anh ở đây là chỗ hộ gia đình là bà Hoàng Thị Mai. Thì ở đây là hiện tại là xóm Thâm, xã Liên Minh. Bà là thuộc hộ gia đình hộ nghèo. Thì bà là cũng vừa bệnh tật này, vừa có cháu, bây giờ có thêm hai đứa cháu và có một đứa cháu thì chuyên phải đi viện chạy thận, với lại chuyển nước đi viện suốt xuyên. Hoàn cảnh gia đình khó khăn đấy. Cái nhà này thì được hội cựu chiến binh huyện cũng vận động bằng nguồn xã hội hóa là cho 50 triệu để xây nhà chuyển từ trên xuống đây. Vừa mới khánh thành trong tuần vừa rồi đấy. Giới thiệu bà đấy, đây là các cô các bác ở các đoàn tình nguyện ở Thái Nguyên và hai anh chị đã có chương trình vào lên đây một hai lần rồi, đây có chương trình khảo sát thì và đến nhà bà thì có hoàn cảnh các cô các chú các anh các chị có những xuất quà để động viên chúc bà có một năm mới, có thêm gói xuất quà để đón Tết. Đấy, vừa chúc gia đình bà luôn mạnh khỏe, gia đình các cô các bác có ý kiến đối với gia đình cảm ơn bà để trao quà đó, để trao quà cháu mang tình cảm đến động viên gia đình bà. Cháu chữa bệnh cho cháu nó vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo, với lại bà thì cũng bị bệnh yếu thì trước đi bộ đội thì không như thế này, bây giờ gầy yếu năm nay bà hơn 60 tuổi thôi nhưng mà bệnh tật nó yếu quá, bà thiếu máu và tim lại thiếu máu não vẫn thường xuyên đi viện. Bà sợ sáu mấy rồi ạ? Em sinh năm 1960 ạ, nhập ngũ năm 1978, hết nghĩa vụ về năm... Thế phải lạc quan lên, bọn mình là cùng tuổi, cùng với con chuột cho nên lại cứ lạc quan lên, không có gì mà phải ấy cả. Hai con chuột cho nên cứ lạc quan lên, không có gì mà phải. Bởi vì Phật đã dạy rồi, càng kêu khổ thì nó lại càng vận cái khổ vào mình, cho nên là thôi mình cứ mạnh dạn lên phần thứ đấy, là còn có cả xã hội đang chung tay với mình mà, đúng không? Nhá. Gì là Phật, thôi được rồi, cố gắng lên, mọi người phải lạc quan lên, đừng có càng âu sầu thì nó lại càng xẹp đi, đúng không? Nạc mình phải lạc quan lên, nạc quan lên. Bà xin bà cảm ơn tình cảm cháu
đi xe máy rồi. Đến điều này quà lại đến viên gia đình để vượt qua bệnh tật chữa bệnh cho cháu. Tiếp đi, bây giờ ai tiếp đi? Tiếp đi, tiếp. Còn ai đội 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 chị Mỹ đi. Chị Mỹ vào đi. Vào đi. Ê, thế vẫn nhớ thế rồi. Bà cũng đi đến xã Lam Bằng rồi, bà cũng đến Tây Đa Đôi của Tây Đa Đôi Lãng Đại Từ rồi. Vâng, không làm chương trình. Khi hạ cá. Hiện là ở Vân Đại Từ, xong bà về Thái Nguyên là ở phòng hậu cần là bà đi quay kho quân khí, xong bà làm sản xuất lựu đạn ở kho quân khí ở đấy. Đấy là một thời vang bóng chứ phải nhận. Đấy là ghi nhận cái công lao với nhà nước rất tuyệt vời. Đây là chú Xuân Bắc đại diện nhóm thiện nguyện Từ Tâm đấy của anh Nhất Chân, anh Huỳnh Nhất Chân đấy. Ok. Còn nhóm nào nữa không ạ? Đâu, đâu. Anh Hiếu ơi, cởi ra đi Hiếu ơi. Cô Trần Thị Nga, cháu Nga. Dạ. Còn nhóm nào nữa không ạ? Còn nhóm nào nữa không? Không, từ từ ạ. Còn nhóm nào nữa không chị ạ? Thôi làm gì mà bảo sáng sớm nghe nó kiểu gì ấy, phóng đại kinh quá. Em đã bảo em hẹn buổi chiều mà. Thôi thoa dưa cái phóng đại lên tí để cho mọi người nhanh chóng chóng đi cho nó chậm. Chị Ngái từ từ đã, cho chị ấy trao lại nhé. Để em chụp lại. Thôi được rồi, Thôi được rồi, vào ống kính đây rồi. Rồi được. Là cháu chị Nga đến đi. Em tên là gì nhỉ? Em tên là gì nhỉ? Số tiền này đi. À em. À, ok, em tên là gì nhỉ? Em tên là Hậu ạ. Cái gì Hậu? Nguyễn Thị Hậu ạ. Nguyễn Thị Hậu đi. Ở tổ mấy phương cho hai hả? Tổ 7 ạ. Tổ 7 phương cho hai nữa. Từ từ ạ chị ơi, xếp xong rồi đến hộ em. Bốn triệu bảy mình xuất cả 1,7 triệu nữa là 6 triệu. Sáu triệu tư. Đấy thôi, nhóm thiện nguyện Từ Tâm của bạn Nhất Chân và bạn kết nối các cái nhóm thiện nguyện ở dưới Hà Nội rồi ở dưới Bắc Giang và ở Thái Nguyên là biết hoàn cảnh đấy, là đợt trước cũng đã lên với bà mấy lần rồi đúng không? Thì hôm nay lại đến chia sẻ để cho bà có cái Tết ăn vui. Chia sẻ với bà thế nhá. Mạnh dạn lên nhá, mạnh bạo lên nhá. Thế là mình đã là bộ đội rồi cơ mà đúng không? Coi như là cùng với con chuột cả cũng là qua bộ đội rồi. Phải mạnh bạo lên, kể cả con đau yếu thì mình cũng phải thể hiện nó mạnh tráng lên nhá. Coi như anh bộ đội Cụ Hồ phải khác nhá. Thôi, bây giờ là phải đi còn đi nhiều hoàn cảnh khác nhá. Thôi chúc bà sức khỏe và đón xuân mới vui vẻ nhá. Cố gắng lên, không có kêu khổ Phật dạy rồi, càng kêu khổ nó càng khổ vào mọi người nhá. Mà phải lạc quan lên nhá. A Di Đà Phật. Cố gắng lên, chịu khó niệm Phật, và có biết niệm Phật không? Biết niệm A Di Đà Phật không? Chịu khó niệm Phật vào Phật pháp niệm màu, nó sẽ giải đi cho mình. Và tuyệt đối là đừng có kêu khổ. Khổ hay không tự mọi người khác biết, mọi người vẫn có phải là vì mình kêu khổ mà mọi người đến giúp đâu, đúng không? Thế cho nên là mình phải lạc quan lên. Mình càng lạc quan thì mọi người mới thấy rằng là giống như bác sĩ cho thuốc hay là mình phải nhận luôn và mình phải uống và mình phải tin tưởng vào thuốc để mình khỏi. Thế mình đã từng là bộ đội và chí khí tốt và cho nên là phải mạnh dạn lên nhá. A Di Đà Phật nhá, chúc bà luôn mạnh khỏe nhá. A Di Đà Phật. Tràng Xá 2 km.
bây giờ lại đi sang Liên Minh rồi. Rồi. Ôi cả em mợ này, mợ sao khuya này. Sao khuya hôm nào thế này, hôm nay nào vào live trực tiếp của anh thế này. Đây là em mợ ở trong Sài Gòn đấy. Trong sân bay Biên Hòa Đồng Nai đấy.